Hello các bạn, lại là Phúc đây. Có bao giờ mà các bạn nổi hứng rồi đi chơi ở một nơi nào đó, ở lại qua đêm mà không mang theo một bộ đồ nào không? Chuyện là có một cái đứa em thèm hải sản cho nên nó đòi đi Vũng Tàu ngay lập tức luôn. Cho nên ngay sáng mùng 2 tới cả đám đi thẳng Vũng Tàu mà không suy nghĩ gì luôn. Như cái vlog trước thì Phúc có chia sẻ thì giá phòng đợt tới ở Vũng Tàu bị đẩy lên từ 3 cho đến 4 lần so với ngày thường. Phúc gọi hỏi giá một vài nơi mà chóng mặt luôn. Mà hồi xưa giờ đi chơi ấy, tôi mà hứng rồi là ra tới nơi là sắm đồ bận, cần chi vác cái ba lô đồ theo. Rồi cái kiểu bàn trước rồi bước không qua đó, sợ nhất cái đám bạn mà hẹn xong rồi tới ngày hô tao bận rồi. Trời ngày tới thì đẹp lắm, đi chừng mấy tiếng là ra đến Vũng Tàu, về khách sạn nhận phòng rồi công việc đầu tiên là đi sắm đồ bận, tưởng ít đồ mà ai dè ra đến nơi mới lòi ra đồ mặc đi chơi buổi tối nè, đồ ngủ rồi đồ mặc ngày mai đi về nữa, chưa kể quần xì áo ngực nữa, làm sơ sơ cái hết mấy triệu tiền bạc quần áo luôn. Sau đó thì tụi mình về phòng tắm rửa thay đồ rồi đi kiếm quán ốc để ăn tối, nhưng mà chưa đâu đi gần 5-6 quán ốc, từ ốc Bao La, ốc Bệt rồi mấy cái chi nhánh của quán ốc Tự Nhiên đều hết bàn. May sao đi ra chi nhánh của ốc Tự Nhiên ba ở ngoài đường Trần Phú á, thì có mấy bàn mới vừa trả tiền xong. Ốc ở đây thì giá vừa phải vào thời điểm Tết, nhưng mà có cái mắc cười là ra bill rồi mà đồ ăn chờ hoài không thấy đâu. Mấy cái món đầu tiên thì lên món nhanh lắm, nhưng mà sau đó thì 3-4 món không thấy lên, cho nên kéo qua bãi trước đi kiếm bạch tuộc nướng, cá nướng ăn tiếp. Khu này nhiều quán nướng vỉa hè lắm, kêu cái con cá nướng giấy bạc 70.000 ăn ngon lắm. Một cái phần bạch tuộc sa tế đậu bắp 120.000 nướng trên cái vỉ mà quán không có thay vị, cho nên ăn vô có cái mùi khét ngẹt. Vậy là hết mùng 2 của Phúc rồi đó. Về ngủ để sáng còn đi về lại Sài Gòn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.